Chào các bạn. Ván cờ đỉnh cao sớm căng thẳng hết mức khi vừa vào trận chưa được bao lâu thì một cao thủ đã phế mã trong thế trận còn chưa mấy rõ ràng. Bởi vậy trận cờ hấp dẫn này đã diễn ra theo một kịch bản mà người xem không thể nào ngờ tới được. Lần đụng độ giữa Triều Kim Thành và Thân Bằng, giải dấp cấp liên tái mùa 2022. Ở trong trận này Triều cầm đỏ, binh 7 tiến 1, Thân Bằng chốt đề pháo, rồi Triều bổ hữu tường, Thân Bằng mã nhảy ra góc biên. Triều cũng vậy phát triển cánh quân của mình, mã 8 tiến 7, rồi Thân Bằng pháo 8 đưa vào trung lộ. Triều Kim Thành mã này đã phi quải giác phòng thủ, và Thân Bằng lấy C1 bệnh 2 đuổi pháo 8 ngay. Lựa chọn của Triều mã 7 nhảy lên cửa hà tiên phong ra trận, Thân Bằng mã 8 tiến 7. Triều lập tức tiến chốt còn lại thành lưỡng đầu xà, rồi Thân Bằng C9 đã khởi hoành ngay. Nước cờ này của họ Thân cũng khá bất ngờ, thay cho một nước cờ xuất đồng thông thường lấy C8 lộ trực dọc, Thân Bằng đã chọn cách còn lại. Át hẳn đã mang theo những dụng ý mà anh toan tính kỹ càng. Thứ nhất, việc lấy C8 có vẻ như tác dụng cũng chẳng được nhiều, khi mà hàng tuyến phòng thủ của đối phương với đôi pháo gánh này Triều Kim Thành dư sức mà cố thủ. Và thứ hai, đây cũng xem như là một cách siêu kinh điển để Thân Bằng có thể tận dụng vào mã quải giác của đối phương lấy làm điểm tẩm nã tiếp theo, lấy C6 truy đuổi. Bởi vậy cũng sẽ kéo thêm một hệ lụy là mã đường 6 của Triều Kim Thành cũng không còn cửa mà xua lên được. Tức là chuyện sẽ trở thành đại họa nếu như Thân Bằng tiếp tục lấy xe phải, lao qua rồi thọc vào đánh bắt. Chắc chắn là Triều Kim Thành sẽ phải đối diện với một hình cờ rất vất vả. Bởi vậy ngay tại đây, Triều đã lựa chọn mã 6 nhảy xuyên cung. Để làm gì? Thân Bằng lấy C6 như đã dự trù. Triều tới đây đã giải quyết một cách gọn lòn, dùng mã này tiêu diệt vào pháo trung lộ mời đổi. Nghĩa là gì? Mặc dù với những nước dàn trận ban đầu khá cơ bản, vai trò giữa kẻ cầm tiên và tấn công cũng như kẻ hậu suất phải phòng thủ tạm thời đã bị hoán đổi. Với việc Chí Kim Thành đã gác tưởng còn Thân Bằng có pháo trung lộ, nhưng sau màn tiêu đổi này thì mọi chuyện đã không còn, chính thức trở về với vạch xuất phát. Và chúng ta hãy cùng xem liệu rằng có hai nước chốt đổ hà lưỡng đầu xà này, Chí Kim Thành có đủ để chiếm được phần ưu, trong khi rằng Thân Bằng đã nhanh chóng hơn trong việc đưa cả đôi chủ lực mình ra trận. Tới đây nếu như lựa chọn lấy C6 tiến lên chém thẳng vào mã này thì cũng được. Nhưng bởi vì mã của Chí Kim Thành còn lại chỉ cần chém lui với binh 7, trận đồ vẫn rất ổn thỏa, tiếp tục lấy pháo này để kê vào. Gần như không thể nào xuất hiện một điểm nào mà Thân Bằng có thể công kích cả. Bởi vậy đó cũng là lý do trong hình cờ này Thân Bằng đã dùng tướng 3 tiến 5 khử mã trung lộ. Để làm gì? Ép buộc Triều sẽ phải phần nào vất vả khi mà quân mã quải giác này đang bị truy đuổi, đành phải lấy C1 tiến 1 để giữ lại. Còn đường phát triển thì không thể. Nếu như dùng mã này nhảy xuyên cung, pháo 8 tắc tử. Còn mã 4 tiến 3, tất rằng C6 chỉ cần lao qua hà, quản lý chốt, đánh đuổi, lại càng thêm khổ. Còn tới đây thì sao? Thân Bằng bất ngờ dùng pháo chém thẳng về chốt. Có vẻ là mãnh tướng Hà Bắc đã chọn một phương án đơn giản để có thể tranh bắt thực lợi. Không gì khác, nếu như tưởng này chém lên pháo thì sao? Pháo 8 tắc tử, mời đổi. Vẫn là thế quân mà Thân Bằng ưu một chút ở tàn cuộc. Bởi vậy đó cũng là lý do mà Chí Kim Thành để nguyên dùng chốt biên tiến 1, vừa có thể thêm một nước chốt nữa, đủ để gây khó khăn vào chiến mã đường 3 của Thân Bằng. Nhưng Thân Bằng cũng không vì vậy mà tỏ ra chút lắng lo, đầu tiên dùng pháo 3 thối 1 để rút chạy. Và Chí Kim Thành cũng bất ngờ thay đổi, C9 tiến thẳng 3 nước. Có lẽ rằng Triều cũng đã dự trù từ trước một phương án chuyển hướng của đối phương, tức là Thân Bằng dùng mã 1 thối 3 nhờ pháo này hỗ trợ để có thể lấy thối làm tiền sau này. Còn với việc dùng xe có thể thông suốt một mạch, thứ nhất là quản lý một chiều ngang quan trọng, bởi vậy xe phải của Thân Bằng cũng không thể nào chiếm lĩnh được. Và cũng như chuyện quản lý được hàng chốt của mình thì không điều gì có thể quan trọng hơn trong một ván cờ sớm muộn cũng chuyển về trung tàn. Tới đây lựa chọn của Thân Bằng C6 tiến thẳng qua hà, và Triều Kim Thành dùng pháo 2 bệnh 3 ngay. Và tới đây Thân Bằng binh 5 tiến 1, một đòn cờ khá gợi mở mang theo rất nhiều dụng ý khác nhau. Thứ nhất là chiến ngựa đường 7 đã có thêm một lối để phát triển. Và thứ hai chính là một nguy cơ về phía của Triều Kim Thành không thể nào bỏ ngỏ. Thêm một nước chốt nữa hoàn toàn Thân Bằng có thể đưa qua hà được. Bởi vậy Triều Kim Thành đã tìm cách để giải quyết, lấy C9 bệnh 6 ngay. Nhưng bất ngờ chính là Thân Bằng vẫn vậy, dùng binh 5 tiến 1. Chốt này tất nhiên không thể nào ủi lên được, xe sẽ mất mạng trắng oan uổng. Nhưng gọi việc này là bất ngờ, tại vì Triều chỉ cần đơn giản C6 tiến lên ngay tài sĩ, đủ sức để hóa giải đòn kinh hiểm vừa rồi, nhân tiện bắt vào mã đường biên. Nếu như dùng mã 1 thối 3 như dự trù ban đầu, thì lúc này Triều chỉ cần dùng chốt 5 tiến 1, công sức của Thân Bằng đều đã phải đổ sông đổ bể. Chẳng phải anh đã tự làm khó bản thân mình hay sao?
Nhưng tới đây, cuộc cờ chính thức đi về cao trào sau một lựa chọn tiếp tục của thân bằng, chính là việc dùng chốt 5 tiến 1. Mặc kệ, Triệu Kim Thành lấy xe này chém thẳng ra mã bên kia. Tức là mới chỉ có vài nước nhưng thân bằng chấp nhận một cái giá rất đắt đỏ giữa việc đổi mã của mình lấy một chốt trung lộ của đối phương. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Tới đây, lựa chọn tiếp tục của anh, mã 7 tiến 5 phi vào trung lộ. Và Triệu Kim Thành gấp gáp lại bành xe vào chân sườn, ngăn cản lối điều động tùy tiện của đối phương. Thân bằng vẫn đưa xe lên mà hỗ trợ, hoàn toàn có thể đưa ngựa này lên để tham chiến được. Biết vậy, Triều vẫn dùng xe để quay về truy đuổi, và thân bằng mở mã của mình lên. Triệu Kim Thành cũng tung ra đòn liên hoàn, mã phi xuyên cung, tức là chấp nhận pháo 8 này đưa vào cờ tử. Nhưng hẳn nhiên thân bằng không thể nào ra tay, tại vì quân ngựa này cũng sẽ phải mất mạng. Cho nên việc này cũng xem như là cơ hội để Triệu Kim Thành đang từ từ để cởi bỏ áp lực. Với việc mã quỷ xe đường biên đứng kiểu này thì không thể nào xuất kích. Cho nên mặc dù quân lực của Triệu thì rõ đông nhưng cũng không hẳn là dễ chơi chút nào. Khi tới đây, cả ngũ tử của thân bằng, xe, pháo, mã chốt đều đã tràn qua hà và gây ra những điều kinh hiểm. Tới đây, lựa chọn của thân bằng dùng mã quay về, còn không thể nào cứ chấp nhận đổi, thế công này sẽ tiêu tan. Và không như vậy, sau một cuộc đấu đổi hàng loạt thì những gì còn lại của thân bằng đều sẽ phải kém cảnh hơn đối phương ít nhất là một quân chủ lực bởi một bàn phế không liều mạng ngay từ đầu. Còn tới đây, Triệu Kim Thành đã bệnh xe sang cô đảo ngay, và thân bằng lấy chốt 5 bệnh 4 mà truy đuổi. Quyết định này của thân có phải đã có chút vội vàng khi anh đã chính thức bỏ qua cơ hội, tức là không phải lấy chốt này lệch sang, mà chỉ cần thay đổi thứ tự lấy xe này để diệt pháo trước, tức là đòi lại cây khá dễ dàng, vẫn là một thế tiến công hoàn toàn áp đảo. Nhưng chuyện này mà tiếp diễn, thì về phía của Triệu đã thủ sẵn trước cho một đòn phản kích, mã 6 tiến 7. Đây chính thức là một đòn lưỡng bắt, cả pháo lẫn ngựa đều nhằm chí tử vào quân xe đường 2. Cho nên thân bằng buộc phải lấy chủ lực của mình rút chạy, hoặc là dùng xe thối 1 e rằng có chút tùy tiện. Khi mà về phía của Triệu, mã 7 tiến 5 vừa bắt xe, vừa đe ra nước cờ tiếp tục là tiền chiếu, tướng quân kiểu gì cũng phải leo lầu. Hàng tiến phòng thủ của thân bằng còn chưa kịp chỉnh tề thì đã bị đánh cho tan tác. Tới đây đành phải lấy xe này rút chạy, tiến 1 chẳng hạn. Mã vẫn nhảy, tướng bật ngựa, rồi lấy C1 bệnh 2 đe dọa. Và cuộc cờ chính thức đã đảo chiều, nghĩa là đoạn ở đầu thân bằng chấp nhận phế một mã để cầu công, nhưng tới đây thành ra ngược lại, đắc lại một quân có thêm một chốt. Nhưng thân bằng lại đối diện với một hình cờ rất nan dài khi thế sát của Triệu Kim Thành đã hiện ra rõ cả 10-10. Nghĩa là gì? Trong hình cờ này, sau màn lưỡng bắt của Triệu Kim Thành, xe của thân bằng phải rút về nhưng phải hợp lý một chút. Giả thử quay về vị trí này đủ sức để có thể ngăn cản nước chiếu tiếp tục của Triều. Nhưng vẫn vậy mà thôi, Triều mã 7 tiến 5 để bắt xe. Xe này tiến 1, rồi dùng pháo chém thẳng lên chốt. Và tới lúc này thì mọi chuyện lại căng thẳng theo một cao trào khác. Mặc dù thân bằng có thể giữ được hàng sĩ của mình, tức là việc mã của Triệu Kim Thành nhảy chiếu để có thể tròng vánh tạo ra một cơn nhiễu loạn là không thể. Nhưng những gì còn lại của thân bằng lại rất khó để triển khai. Xe mã ở trên đường 6 này cũng đã bị kiềm tỏa một chốt ở giữa trung lộ. Cho dù có đổi tường thì về phía của Triệu Kim Thành, xe pháo mã cũng đã được giải phóng triệt để, hoàn toàn dư sức để chơi ngang ngửa. Bởi vậy đó cũng là lý do mà thân bằng không muốn thế công này rơi vào tay đối phương. Cho nên anh không phải lấy xe ủi pháo mà thứ tự rất chuẩn, lấy chốt 5 bệnh 4 để bắt mã trước. Mã này của Triệu chỉ còn đúng một cửa, không cần phải bàn luận tiếp tục, mã 6 quay về đường 8 ngay. Rồi thân bằng di 4 đã tiến 5, Triệu cũng vậy, bổ sĩ lên và chờ đợi. Thân bằng chốt 4, bệnh 3. Những đòn đánh đầy uy lực đang dần dần đẩy Triệu vào hoàn cảnh khó chơi hơn. Mặc dù hơn một quân, nhưng rõ thấy ngay tại đây, đội hình của Triệu lại tỏ ra vô cùng lùng cùng. Thậm chí ngay từ đầu, mới chỉ có thể đưa một xe qua cửa hà, còn tất thảy bị níu chân ở sân nhà. Thậm chí không thể nào vùng vẫy, đừng nói đến chuyện tổ chức được bất kỳ một đợt tiến công nào. Tới đây, một nước chốt đơn giản nhưng cao cường, thân bằng sẽ tiếp tục dùng chốt này tiến lên, chắc chắn là Triệu Kim Thành sẽ phải vỡ trận. Không những là trả lại cây mà còn mất mạng trắng oan uổng. Nghĩa là gì? Chốt 3 tiến 1, bắt pháo biên, pháo này vọt sang, thì xe này chỉ cần bắt lấy pháo 8 trước và thành thử cả pháo đường 7, kể cả quân ngựa đường 8 này cùng lúc rơi vào tử địa không lối thoát. Cho nên tới đây, Triệu Kim Thành đã phải rất đau đầu gấp gáp tìm cách hóa giải, dùng chốt 3 tiến 1. Tức là chấp nhận bỏ trước rồi đoạt sau bằng cách nào? Thân bằng dùng chốt để khử, rồi Triệu trả lời, lấy xe này chém thẳng sang chốt 3.
Âm mưu của việc này cũng khá lộ liễu. Pháo này đã có thể nhòm tường, cho nên việc tiếp tục lấy xe này đủ để bắt lấy pháo 3. Cho nên hẳn là thân bằng không thể nào dùng chốt mà tiến lên được. Phương án của anh thay đổi, chỉ cần lấy xe 6, bành 7 đủ sức để hóa giải. Và tới lúc này phiên của Triệu, đòn đánh vừa rồi rõ ràng đã vô nghĩa. Anh bất giác lấy pháo này kê vào chân sườn. Thật ra cũng chẳng còn cách nào khác cả. Còn nếu như không thì vẫn vậy, tức là vẫn chốt 3 này tiến 1. Rồi vẫn là lấy xe bắt pháo, nhòm luôn cả hai quân còn lại. Chí Kim Thành cũng phải vỡ trận. Còn tới đây đã là một cách duy nhất để Chí Kim Thành có thể tiếp tục cuộc chiến, cho dù đã trả lại cây cho đối phương. Mã 8 lúc này thật là một kỵ binh đầy đau khổ. Khi mà phi lên quả giác ngay từ đầu, thậm chí còn chưa làm được việc gì, thì đã trở thành là một điểm yếu chí mạng để đối phương công kích. Cho thấy lúc này Tháo chạy thất điên bắt đảo mà cũng không thể nào thoát thân nổi. Thân bằng lấy xe này để chém gục. Giờ Chí Kim Thành bệnh xe sang truy đuổi mã. Mã của thân bằng được dịp phóng qua hà. Một nước tiên lấy mã này bắt lại xe. Chí Kim Thành lấy xe này chém thẳng ra chốt để chờ đợi. Và thân bằng mã 4 nhảy xuyên đường cung. Giờ Chí Kim Thành pháo 6 đã dâng lên. Có lẽ là một cơ hội để tiến công cuối cùng. Pháo này đưa vào trung lộ, rồi ít nhất là có thể mai phục sát được. Giải quyết của thân bằng đã bệnh xe vào. Hồng có thể dùng pháo này bắt tường tạo sát trước, ép buộc là Triệu tượng 7 quăng ra góc biên, rồi lại dùng xe 4 quay về hai trường. Triệu Kim Thành nếu như lấy pháo 6 bệnh 5 cũng không làm được gì. Thậm chí rằng đối phương chỉ cần xuất tướng, xe pháo cũng chỉ còn cách là ngồi nhìn. Cho nên tới đây anh quyết định lấy pháo 6 bệnh 3 để bắt lấy chủ lực. Và thân bằng dùng xe này chém thẳng ra binh bên kia. Rồi Triệu lấy xe 4 bệnh 2. Nhưng có vẻ cũng không hề mang ý nghĩa gì. Thực ra đây cũng chỉ là một đòn cờ thoát thân. Còn nếu như không, thân bằng sẽ chín tiến thẳng ba nước. Quân xe đứng chỗ này cho dù có xoay trở đằng trời cũng không thể nào tránh khỏi bại trận. Còn tới việc này, thân bằng vẫn dùng xe 9 để cắm thẳng lên. Và lựa chọn của Chí Kim Thành kịp thời, dùng pháo 3 quay về hai nước để phòng thủ. Và thân bằng pháo 3 đưa vào trung lộ. Tiếp tục là một đòn cờ xem như là chí mạng về trận đấu. Lúc này của Chí Kim Thành gần như đã phải tán loạn. Với việc này, áp lực về phía của Triệu đã tăng tiến một cách rõ rệt. Với việc pháo trung lộ đầy uy lực thì gần như Triệu không còn chức năng để phòng thủ. Việc rời sĩ hay tường không thể nào. Tới lúc này nếu như Triệu không tìm cách xoay sở chắc chắn là bại. Giả thử binh biên tiến 1, chúng ta sẽ được trả lời. Thân bằng lấy xe bình 8 truy đuổi. Gọi là đuổi tại vì không thể nào dùng xe 2 thối 1 bắt được. Tại vì mã xe nhảy, tướng xuất, rồi vỗ mặt thành sát của ngay. Bởi vậy cho hình cờ trước bắt buộc là một lựa chọn cho Chí Kim Thành lấy xe 2 để thoát chảy, hoặc là lấy xe này để kê vào không ổn. Khi tướng chỉ cần xuất để lấy sát cục, không thể nào giải quyết bằng việc xe rồi pháo cầm chiếu. Hồng có thể đưa pháo này sang kê mặt, hoặc là pháo 3 bệnh 6 được. Tại vì chắc chắn pháo 7 này mất mạng và cũng là bại trận, cho nên buộc phải đưa tướng quân xuất cung. Hậu quả đã rõ ràng, pháo 5 bệnh 6 và xe này chắc chắn bị gọi án tử. Không còn cơ hội nào mà Triệu Kim Thành có thể dãy rủa. Còn nếu như trong hình cờ này lấy xe để tạt biên, đường cờ cũng bị động, gần như khả năng phản kích của Triệu đã không còn. Tiếp tục thân bằng dùng binh 7 tiến 1. Thế quân còn lại quá ngặt nghèo và ác hiểm, tốt nhất là Triệu nên quy hàng cho xong chuyện. Bởi vậy ngay tại đây Triệu Kim Thành buộc phải lấy tướng để xuất cung, tìm cách để hóa giải trước. Và thân bằng vỗ pháo chiếu ngay. Tướng lại vào, rồi tiếp tục lại đe dọa. Chí Kim Thành vẫn có thể xuất tướng được. Muốn thay đổi với hình cờ thường ưu của mình, thân bằng phải là người chủ động dùng xe 4 thối 1 tìm cách khác. Và Triệu đã điều xe sang truy đuổi ngay. Việc rời xe ngay kỳ hà là thân bằng đã thủ sẵn trước cho một đòn hồi mã thương. Mã 6 quay về đường 8 để chờ đợi. Gọi là chờ tại vì mọi chuyện lúc này còn chưa mấy rõ ràng cả. Nhưng giả thử binh biên của Triệu mà cua hà bất động thì chắc chắn Triệu sẽ phải buông cờ. Mã này diệt pháo ngay là một cách quá đơn giản. Xe 4 diệt mã, rồi vỗ mặt, tướng phải vào, rồi đục pháo và Triệu Kim Thành nhận phần thua. Bởi vậy ngay tại đây Triệu Kim Thành buộc phải gấp gáp lấy pháo 3 để rút chạy càng xa càng tốt. Và thân bằng dùng chốt 7 để tiến 1, đội quân ngày càng lớn mạnh. Chí Kim Thành lấy pháo để tạt biên, bắt xe ngay. Cũng xem như là một nước cờ hay, là một cơ hội phản kích trong thế quân còn tương đối tối tăm. Tức là quân xe còn lại của thân bằng gần như không còn chỗ chạy. Việc nhảy mã ra cánh biên, tất cũng rơi vào hoàn cảnh phong tỏa, rất khó giải quyết. Tới đây, lựa chọn của thân bằng chỉ cần lấy pháo để tạt biên, kích đổi.
không đổi thì cũng vậy. Khi thấy quân đàn áp kiểu này thì gần như Triệu không còn chút cơ hội nào, cho nên đành phải dùng pháo ra tay. Binh của Thân Bằng lại lớn mạnh thêm khi có một tiểu tốt lại chuẩn bị qua Hà tới nơi. Rồi Triệu Kim Thành dùng C2 tiến thẳng hai nước bắt vào chốt bên kia, Thân Bằng C4 tiến một để kích đổi. Không đổi thì gần như không còn cơ hội nào để ra trận, ép buộc Triệu Kim Thành phải đổi chủ lực để giải tỏa áp lực tiến công, và Thân Bằng lấy chốt này tiêu diệt, rồi mau lẹ dùng xe quay về ba nước, hỏng có thể thay thế chủ lực vừa rồi. Nhưng chuyển tới đây, Thân Bằng không phải vì vậy mà tỏ ra khó chơi chờ, vẫn lấy chốt 4-7-5 đuổi bắt được. Xe này tiêu diệt thì Ma Tám tiến 7 chiếu và bắt mất, cho nên buộc phải lấy xe để rút chạy, có lợi nhất là bình đường 2 cản mã. Rồi Thân Bằng lấy chốt này chém luôn cả tường, và Triệu Kim Thành đành phải nhận thua. Khi tới đây, pháo đường 3 chắc chắn kiểu gì cũng phải tác từ cả. Cho dù có lấy pháo 3 bình 2 thì cũng không thể nào tránh khỏi chuyện binh biên này từ từ để qua Hà. Thấy quân của Triệu đã bị nhốt hết cả, không còn chút cơ hội nào để Triệu có thể phản kháng trong một đợt tàn sát tiếp theo của đối phương. Một trận cờ thật sự là vô cùng xuất sắc của mãnh tướng Hà Bắc Thân Bằng. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn